Kính chào quý khán thính giả của TV Thời Sự Online. Đây là chương trình thời sự trong tuần phát hình từ thành phố Melbourne của Đại Lợi, thứ tư ngày 7 tháng 2 năm 2024. Tôi là người Hồng Anh và luật sư người Tân Hải. Vâng, xin chào Hồng Anh, xin chào quý thính giả, khán thính giả của TV Thời Sự Online. Thưa quý vị, hôm nay là chỉ còn 2 ngày nữa là Tết, hôm nay là 28 Tết. Và chúng tôi cũng nhân cơ hội này để chúc Tết sớm quý vị. Chúc tất cả quý khán thính giả của TV Thời Sự Online khắp mọi nơi một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Và để mở đầu cái chương trình này cũng là nói về Tết thì tôi xin hát một bài Xuân. Mà bài Xuân của tôi thì nó không có được vui như là những cái bài Xuân khác. Có lẽ nó cũng ảnh hưởng một phần nào về cái tình hình của đất nước mình. Và cái bài này thì tôi xin hát để tặng tất cả quý khán thính giả của TV Thời Sự Online. Như một lời cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này suốt 9 năm qua. Và mời quý vị nghe bài Xuân Ly, Xuân của những người xa nhau. Thưa quý vị, xa nhau trong bài hát này có lẽ là xa nhau về nói về vấn đề tình cảm. Nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta xa quê hương của chúng ta. Và năm tới anh, năm tới là năm 2025. Thì trong ngõ đồng tôi nghe nói họ sẽ có một cái chương trình gọi là 50 năm viễn xứ. Vâng, 50 năm viễn xứ anh, chúng ta đi được 50 năm rồi. Vâng. Và năm nay thì cộng đồng như họ tổ chức gọi là năm nhớ về Sài Gòn. Lạc đác mưa rơi, em ngồi thơ thẩn đợi chờ ai đây. Lang thang cánh hạc lưng mây, sầu dâng bên nước nhớ xây nên thành. Mùa xuân gió mát trăng thanh, em buồn mê mải nhớ anh thua nào. Bâng khuâng nghe lá thì thào, xuân dài đã đến nhớ sao tình đầu. Đêm xuân thức xuống canh thâu, em ngồi mơ anh trăng sầu bó. Sầu rơi rụng xuống trên mi, nửa vào thương nhớ, nửa thì bay đi. Xuân ơi, xuân nỡ phân ly, cho em mang nặng ngỡ, xuân thì dở dàng. Tình xuân này đã cứ mang, nửa năm để nhớ, năm để sầu. Xuân ơi, mơ ước bao lâu, sao xuân ở để xuân đầu dở dang. Cho em đêm lá xuân sang, để em nuôi tiếc cung đàn xa. Xuân mà anh hát bài này thì nghe buồn quá anh Hồng Anh ơi. Vâng, Xuân Ly Hương anh. Xuân Ly Hương hả? Vâng, dạ. Và thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi mời quý vị theo dõi thời sự ở Việt Nam. Và thời sự Việt Nam thì trước hết chúng tôi mời quý vị mời anh nói về cái Tết mà họ gọi là Xuân quê hương ở bên Việt Nam á, và họ đón các người Việt kiều để về ăn cái Tết. Xin anh nói về cái đề tài này. Vâng, thưa anh Hồng Anh, thưa quý khán thính giả, thì thực sự ra để mà thực hiện cái quyết định 1334 của Chính phủ Cộng sản Việt Nam đã ký, thì vào ngày 2 Tây tháng 2 vừa qua, thì là Chủ tịch Nhà nước Việt Nam, tức là ông Võ Văn Thưởng, đã đón như vậy là 1.500 Việt kiều về ăn Tết ở Sài Gòn. Thì trong cái buổi mà tuyên bố thì ông ta có nói rằng ông ta mong muốn Việt kiều sẽ du lịch Việt Nam nhiều hơn. Nhưng mà cái điều quan trọng
là ông nói rằng người Việt Nam ở nước ngoài dù thuộc thế hệ nào cũng đều là một phần máu thịt, một bộ phận không thể tách rời của Tổ quốc. Tức là anh ấy là lập lại cái hiến pháp 2013, nói là bộ phận của người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời khỏi cộng đồng dân tộc Việt Nam. Cùng máu thịt đó. Máu thịt. Nhưng mà cái điều khác này, dù thuộc thế hệ nào, tức là ông ấy muốn nhắc lại không phải thế hệ của chúng ta là những người tị nạn vượt biên, mà ông ta claim hết tất cả con cháu chúng ta và những cái người nào mà là gốc gác ở Việt Nam dù quốc tịch khác thì vẫn claim đó là cái người mà thuộc về cái Tổ quốc Việt Nam. Thì thưa quý vị, thì ông ta nói rằng là bộ phận không tách rời của Tổ quốc mà luôn hiện hữu trái tim tình cảm đất nước dân tộc. Mà trong khi đó thì ông nói ông nghe đã quá. Nhưng mà thưa anh Minh, thưa quý khán giả, thì những cái lời tuyên bố của các người mà gọi là tạm gọi là lãnh đạo cho cái nhà nước Việt Nam, thì cái đây là một cái lời tuyên bố đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Mình có nghe những gì họ nói hả? Hàng năm 50 năm nay lời này cứ lặp đi lặp lại. Hết Nguyễn Minh Chiết nói, Võ Văn Kiệt nói, rồi đến Phan Văn Khải nói, rồi đến Nguyễn Xuân Phúc nói, ai cũng vậy hết. Nghe Phạm Văn Đồng nói, khúc ruột ngàn dặm, phải không anh? Bây giờ là máu thịt. Nhưng mà riêng có 1.000 người Việt ở nước ngoài, tức là 1.000 Việt Kiều thì có về ăn Tết trong một cái buổi gọi là ăn mừng cái Tết Giáp Thìn này với lại Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tức là Phan Văn Mãi ở Sài Gòn. Thành Hồ. Nhưng mà ở Sài Gòn thì tôi nghĩ là ông Chủ tịch Thành phố Sài Gòn thì ông ấy thực tế hơn. Ông ấy nhấn mạnh luôn vào cái chuyện là lên tiếng kêu gọi Việt Kiều hãy gửi tiền nhiều về hơn nữa. Tức là sao? Cái interest, tức là cái sự mong ước của họ là gửi tiền nhiều hơn nữa. Thì thứ giả, người Việt Nam ở nước ngoài này mỗi gửi tiền ở Việt Nam là gọi là kiều hối đó. Mỗi một năm là tức là từ trên 12 tỷ đô la Mỹ tiền tươi, tức là không có nợ nần gì hết. Và chính cái số lượng tiền này đã cứu vãn một phần nào cái nền kinh tế Việt Nam, là trong cái lúc mà nạn dịch Covid-19. Anh nghĩ như vậy nó hình như là mấy phần trăm của tổng sản lượng quốc gia đó, ghê lắm đó. Cái số lượng này rất lớn, thành thử ra bây giờ họ lại kêu gọi người Việt Nam ở nước ngoài, tức là Việt Kiều, hãy về thăm quê hương nhiều hơn, tiêu tiền nhiều hơn, gửi kiều hối về nhiều hơn. Nhưng thử hỏi về Đảng và Nhà nước Việt Nam, cho tới bây giờ, cái sự đối xử của Nhà nước Cộng sản Việt Nam đối với Việt Kiều thực sự thế nào? Có được như vậy không? Có như tình anh em máu ruột hay không? Có coi chúng ta là đồng bào chúng ta hay không? Hay là chỉ có lợi dụng vào cái gọi là cái gì? Con bò vắt sữa. Một con bò vắt sữa, mà khi vắt hết sữa rồi, thì đương nhiên con bò đó sẽ làm gì thì anh biết rồi. Thì thưa quý khán giả, thực sự là những người Việt Kiều thì họ muốn cái Nhà nước Cộng sản Việt Nam đối xử với họ một cách thực tâm hơn nữa, và có một cái sự gọi là đối xử, một cái tình ruột thịt thực tế, chứ không phải bằng lời nói. Và tiếp theo, một cái đề tài cũng là cuối năm này mà cũng được nhiều người nói đó là chuyện cô nữ hoàng nội Ngọc Trinh bị bắt giam đâu 3 tháng và bị phạt tù treo 1 năm. Vâng, thưa ông Anh, thưa quý khán giả, thì nói đến Việt Nam thì có lẽ người ta biết rất là nhiều các người từ Á hậu, Hoa hậu, nhưng mà riêng nữ hoàng nội y Ngọc Trinh thì có lẽ là một trong những người nổi tiếng. Có lẽ một nổi tiếng là cái hôn nhân ngắn ngủi của cô ta với tỷ phú Hoàng Kiều, cũng là một trong những chuyện mà người Việt Nam ở nước ngoài biết rất nhiều. Thì kỳ vừa rồi thì cô ấy đã sử dụng mô tô phân khối lớn và cô ấy là không đội mũ bảo hiểm, và cô ấy làm đủ mọi cái trick, tức là chạy xe lăn lộn trên đó. Giống như siếc vậy. Giống như siếc. Nhưng mà đằng sau lưng của thì có cái người mà gọi là cái gì? Sau lưng thì có huấn luyện viên. Cái huấn luyện viên đã, tức là anh huấn luyện viên thì đã ở đằng sau để mà hỗ trợ cho cái chuyện đó. Nhưng mà sau khi mà lên phát tán trên mạng thì cô lập tức cô bị bắt. Nhưng mà thực sự nếu mà những người Việt Nam ở nước ngoài mà nghe nói là vi phạm luật lệ lưu thông mà bị bắt nhốt 3 tháng xong rồi ra xử tù 1 năm thì ai cũng ngạc nhiên hết. Phạt nặng quá. Thưa quý vị, nếu vi phạm luật lệ lưu thông thì cái hình phạt nặng tức là cấm không cho lái xe nữa, hoặc là phạt tiền. Chứ không có cái chuyện mà nhốt tù 3 tháng và đồng thời ra là mà xử tù tới 1 năm tù treo. Mà trong khi là cái người mà thầy dạy lái xe Nguyễn Xuân Đông thì bị 1 năm 6 tháng tù mà là tù thật. Là vì ông này đó là 1 năm là bị tù 1 năm là tội là gây rối trật tự công cộng và 6 tháng là xài giấy giả của cơ quan tổ chức. Thưa quý khán giả, thì luật lệ Việt Nam chúng tôi nói thật đó, bây giờ trở lại Nguyễn Phương Hằng,
cũng là một người phụ nữ. Bây giờ tới Ngọc Trinh cũng là người phụ nữ, nhưng mà Đảng và Nhà nước cũng phạt rất nặng vào những hình phạt đó. Thì mình tự hỏi rằng những người này phạm những cái tội đó thực sự ra có đáng để mà xử án tù hay không? Được. Thì theo luật lệ của các nước văn minh thì cái chuyện này không có. Nhưng mà Việt Nam mà bây giờ làm nổi quá, và đồng thời là những người mà nắm quyền nắm giữ trong tay họ muốn bỏ tù ai thì bỏ tù. Và lý do chính Ngọc Trinh đi tù. Nhưng mà cái buồn cười anh, sau khi Ngọc Trinh đi tù được thả ra về đó, thì cô có lên, hình như tôi có nghe nói là cô có lên một cái lời tuyên bố là cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm tha cho cô ấy. Tôi nghĩ là cô có được học tập một cách rất là chính xác rồi trước khi mà lên tuyên bố cùng các fan. Nhưng mà đây là một câu chuyện rất đáng buồn cho nền tư pháp Việt Nam. Và tiếp tục cũng là tin về Việt Nam thì thưa quý vị, như là tuần trước chúng tôi có nói cái vấn đề là ông Trần Tuấn Anh thái tử Đảng, con của ông chủ tịch Trần Đức Lương, được hạ cánh tương đối an toàn sau khi đã mất hết những cái chức mà cao nhất ở trong Đảng. Và liên tiếp nữa thì ngoài cái Bộ Công Thương, trong cái ekip của cái đảng của cái Bộ Công Thương thì anh, như là anh có nói với tôi vừa rồi, như là có một số bí thư thành ủy hay là chủ tịch bị mất chức nữa, phải không anh? Vâng, thưa quý khán giả, thưa ông anh, thì thực sự là thái tử Đảng Trần Tuấn Anh. Trần Tuấn Anh là một người đã được Đảng cơ cấu mà làm tới chức bộ là bộ ủy viên Bộ Chính trị anh. Lớn và đồng thời là Bộ trưởng Bộ Công Thương. Và lúc mất chức này thì đứng đóng cái vai trò là trưởng ban kinh tế trung ương. Và Trần Tuấn Anh cũng nổi tiếng, thứ hai đây là một playboy. Đúng rồi, anh ta rất là giàu tiền. Và là cũng ăn chơi, cũng là không kém như các playboy hết. Nổi tiếng lắm. Thì Trần Tuấn Anh thì anh nói là hạ cánh an toàn, tức là chỉ bị thôi, không còn làm trong Bộ Chính trị, thôi không còn giữ chức vụ trưởng ban kinh tế trung ương, và thôi không còn là thành viện, không còn là ủy viên trung ương đảng nữa. Nhưng mà thưa quý vị, thưa quý khán thính giả, thưa Hồng Anh, ngoài Trần Tuấn Anh ra, đây là cái người thứ hai trong Bộ Chính trị đã bị loại ra. Người thứ nhất bị loại ra là Phạm Bình Minh. Ngoại trừ cái ông Nguyễn Xuân Phúc thì kể như là ông ấy thôi không còn giữ cái chức chủ tịch nước, mà cũng là không còn trong Bộ Chính trị nữa, phải không anh? Vâng, mất cả ba người trong Bộ Chính trị. Thì còn có như vậy là ba bí thư đảng ủy của ba cái thành phố cũng bị mất chức và bị loại ra khỏi đảng. Đó là bí thư của tỉnh ủy Bắc Ninh, Lâm Đồng và Quảng Nam. Ngoài ra còn một chục ủy viên trung ương đảng nữa và phó bí thư cũng bị ngưng chức, không còn các chức vụ trong đảng nữa. Sao cái năm nay nó bị nhiều vậy? Thưa ông anh, thưa quý khán giả, thì cách đây mấy tháng thì chúng ta có tính con số thống kê thì có khoảng chừng 18 ủy viên trung ương đảng đã bị loại ra. Nhưng mà với cái con số này thì có lẽ tôi nghĩ rằng tổng số ủy viên trung ương đảng đã bị mất chức lên tới con số trên 30 người rồi anh. Thì như vậy là trong trung ương đảng thì bây giờ chỉ còn có như vậy là tôi nghĩ là khoảng chừng hơn 160. Tôi nghĩ loại ra đây là vấn đề phe cánh. Mà Trần Tuấn Anh là một người tôi tưởng là bị loại trong cái lúc mà đem xe hơi của nhà nước công xa ra đón vợ ở tại chân cầu thang của máy bay. Tôi tưởng là bị mất lúc đó rồi. Quá đáng. Vâng. Nhưng mà chưa, đến bây giờ thì vào đúng lúc thì mới thôi. Vâng. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị theo dõi thời sự thế giới. Về thời sự thế giới thì thưa quý vị, có lẽ là cái tin mà nước Mỹ cái gì cũng có gây ra những cái tin tức hết. Và chúng tôi có cảm tưởng rằng trong qua những cái thời gian vừa qua, qua những cuộc bầu cử sơ bộ rồi những cuộc nói chuyện thì chúng tôi nghĩ, như tuần trước chúng tôi có nói là ông Trump, tôi gọi ông là cựu tổng thống mà cũng có thể gọi là tân tổng thống nữa. Thành thử ra những cái tham gia dân gần đây cho thấy càng ngày là ông ta chắc chắn là sẽ được đảng đề cử, nhưng mà cũng có thể biết đâu làm tổng thống. Vâng, thưa Hồng Anh, thưa quý khán giả, thì cựu tổng thống Trump thì tuần vừa qua thì có bị có sao quả tạ nhưng mà nhỏ thôi. Tức là ông đã bị là tòa án ra cái bản án dân sự bắt ông ấy bồi thường là hơn 83 triệu đô la cho bà Jean Carroll. Và bà này bà ra tòa bà nói là ông Trump đã có cái hành động là đại khái mình nói là xúc phạm đến bà ấy. Và đồng thời là sau khi đó thì bà ấy có tố cáo ra thì ông ấy liên tục ông ấy viết những bài để mà ông ấy phỉ báng bà ấy. Nhưng mà tòa án mà jury, tức là có bồi thẩm đoàn đó, cho bà ấy bồi thường là 83.300.000 đô la Mỹ. Nhưng mà ông Trump nói ông ấy sẽ kháng án lên tòa trên. Nhưng mà như anh nói, dù gì chắc nữa đó, thì tổng thống ông Trump thì chắc chắn là 99%
ông ấy được Đảng Cộng Hòa là đề cử ông ấy chọn để tranh cử tổng thống rồi, tháng 11 năm nay. Mà nếu trường hợp mà bị ông Trump có bị kết án tù, bởi vì ông Trump sắp sửa là tòa tái thẩm liên bang Mỹ thì đã bác đơn của ông Trump, bởi vì luật sư của ông đã nêu ra với tòa rằng là ông Trump, ông vì ông là tổng thống cho nên ông có quyền đặc miễn 100%, toàn quyền đặc miễn, tức là ông không thể nào bị ra tòa hình sự được, nhưng mà tòa đã bác và nói rằng ông có liên hệ đến cái vụ mà bạo loạn ngày 6 Tây tháng 1 năm 2021. Nhưng mà ông bảo ông sẽ lên là appeal lên tòa tối cao, Supreme Court. Thì thành thử ra nếu mà bây giờ ông cứ appeal lên mà ông ấy thua, mà ông ấy ra tòa, thí dụ ông bị án tù nữa, ông có ở tù thì ông ấy vẫn là tổng thống Mỹ ấy. Nhưng mà tôi không biết được, đây là một cái trường hợp xảy ra đầu tiên trên nước Mỹ. Nếu ông nằm trong tù thì làm sao ông có điều hành được cái ngũ sắc đài, không muốn điều hành bộ sậu ông thế nào? Tôi nghĩ là với tổng thống có quyền online. Có thể lắm. Nhưng mà họ có thể, tôi nghĩ rằng là họ với quyền của tổng thống, ông có thể tự ân xá là chính. Ân xá cho ông. Vâng. Và thưa quý khán giả thân hồng anh, phải nói rằng ông Trump bây giờ ra tranh cử tổng thống kỳ này hy vọng hơn kỳ trước rất là nhiều, là bởi vì có một điều mà chúng ta phải nhìn nhận sự thật, là bởi vì ông Biden ông ấy già quá anh. Tôi thấy ông ấy đi mà ông ấy nói, tôi thấy là mà ông lão. Thành thử ra bây giờ bầu cho một người đó lên làm tổng thống thì tôi thấy họ cũng hơi e ngại, là bởi vì họ sợ là ông ấy nửa đường ông ấy gãy đứt cánh thì tức bà phó mà lên thì tôi thì hơi mệt. Thành thử ra chúng ta không biết là cái game mà tranh cử tổng thống Mỹ nó sẽ tới đâu. Mà nghe nói rằng là ông sẽ chọn một người phụ nữ nha. Cái ông Bannon á, là cái ông anh biết là cái ông mà cố vấn mà giúp cho ông được thắng cử lần trước á, và bây giờ cũng vẫn còn được ông Trump. Thì kể là ông nói ông theo nghĩ là ông Trump sẽ chọn một phụ nữ để làm phó. Nhưng mà ông có nói rồi, tôi không có chọn bà đó nha, là nói là cái bà Haley hả? Haley là tôi không có chọn bà đâu. Haley thì có uy tín của đảng đấy. Quá ngon, nhưng mà biết đâu á. Vâng, không biết được đâu. Đến lúc đó bởi vì hai người vì muốn thắng cử. Vâng. Thì phải chấp nhận mặc dù trong quá khứ đã có những người chửi nhau quá trời, nhưng mặc dù đó là một cuộc hôn nhân gượng ép, nhưng mà cũng có thể được. Có thể chuyện Mỹ cái gì thì có thể xảy ra được anh. Vâng. Và thưa quý vị, bây giờ mời quý vị theo dõi thời sự thế giới nữa, và chúng tôi muốn nói đến cái cuộc chiến ở bên Ukraine và Nga. Vậy bởi vì trong mấy thời gian gần đây mình có nghe rằng là ông tổng thống Zelensky ông không hài lòng với ông tướng tổng tư lệnh của quân đội Ukraine, là cái ông Valery Zaluzhny. Cái ông này thì được rất là nhiều người dân mà cũng như là các binh sĩ rất là kính trọng, và ông là được coi như là được họ thích. Nhưng mà ông tổng thống thì ông cho biết rằng là ông có cái nhu cầu sắp xếp về cái cuộc chiến nó kéo dài 2 năm rồi, và có thể là thay vì tổng tư lệnh này. Thành thử ra cái tình hình của Ukraine nó cũng không được sáng sủa lắm. Xin anh nói về cái đề tài này. Vâng, thưa quý khán giả, thưa ông anh, thì vào mùa, tức là vào mùa mùa thu, thì quân đội Ukraine đã bắt đầu là làm cuộc tổng tấn công để giành lại cái phần đất đã mất của quân Nga. Nhưng mà hình như cái cuộc tổng tấn công của quân đội Ukraine không đạt được kết quả. Và cái đó là chính là cái điều mà tại sao là tổng tư lệnh quân đội là có thể, tư lệnh quân đội là có thể bị mất chức. Là bởi vì tại sao? Mình điều khiển cả một đạo quân để mà chiếm lại những vùng đất đã bị quân Nga xâm lăng, nhưng mà không tiến được bước nào hết tất cả. Thì rõ ràng là mình phải nhận trách nhiệm. Thì cái chuyện ông Zelensky mà có đổi tổng tư lệnh quân đội đó, thì tôi nghĩ cái chuyện đó là một chuyện hợp lý thôi. Nhưng mà cũng nguy hiểm chứ. Tất nhiên là nguy hiểm. Là mất tinh thần của quân sĩ. Nhưng mà bây giờ anh bổ nhiệm một cái người mà đứng đầu về quân đội, mà trong khi cuộc chiến đó, trong vòng mấy tháng rồi, 3-4 tháng rồi, không tiến được bước nào tất cả, thì tất nhiên phải thay. Thì thành thử ra, nhưng mà cái chuyện quan trọng ở bên Ukraine nữa đó, là các viên chức tình báo thì đã, cơ quan tình báo đã bắt một số viên chức Bộ Quốc phòng là đã biển thủ như vậy là 40 triệu đô la tiền viện trợ tham Mỹ. Nhũng ha? Tham nhũng, tức là tiền viện trợ Mỹ thì lấy. Anh nói mấy bao nhiêu? 40 triệu anh. 40 triệu đô la. Thì đó, việc này mới là giảm đi cái lòng tin của các nước phương Tây đối với Ukraine. Nhưng mà trong khi đó thì giám đốc CIA Mỹ tuyên bố rằng Putin càng ngày càng đi vào vũng lầy của chiến tranh. Bên Nga cũng không tiến được bước nào hết. Hai bên dậm chân tại chỗ. Trong khi đó, thưa quý khán giả, tổng số binh lính và sĩ quan của Nga đã bị thương vong, tức là bị thương và bị chết trong cuộc chiến trận cho tới giờ phút này là 350.000 người rồi. Một con số rất là lớn. Và anh nói một chút về cái cuộc chiến giữa Hamas với lại Do Thái anh.
Vâng, thưa thính giả, thưa ông Anh, thì cuộc chiến giữa Hamas và Do Thái cũng đi vào trong ngõ bí, là với cái người dân Palestine ở vùng Gaza đã càng ngày càng khổ. 1 triệu người bây giờ không biết đi đâu tất cả. Hết đánh vùng này thì họ đi ra tới vùng khác họ ở. Nhưng mà đương nhiên, lính Do Thái thì khi mà tấn công để mà đi vào trong các xào huyệt của bên Hamas đó, thì dân ở đó lại phải chạy. Thành thử ra 1 triệu người dân không có một cái chỗ trú ngụ nào nó gọi là chắc chắn hết tất cả. Và thực sự ra thì chính phủ Mỹ với các nước phương Tây, cả Liên Hợp Quốc nữa, cũng đã thuyết phục chính phủ Netanyahu là ngưng chiến và để đổi lại là trả lại các con tin và đi vào các điều kiện với Hamas. Nhưng mà thực sự chính phủ Netanyahu đã từ chối chuyện đó và cương quyết là theo cái chính sách là đào tận gốc và trốc tận rễ, tức là muốn bắt được cái thành viên Hamas cuối cùng gọi là Gaza. Và hiện nay thì Mỹ cờ giờ thì anh biết là Mỹ đã bỏ bom quân sự, lực lượng quân sự do Iran đỡ đầu. Và bởi vì cái lực lượng quân sự này đã giết chết 3 quân nhân Mỹ, thì người Hoa Kỳ đã bỏ bom vào 85 địa điểm ở Iraq và ở Syria. Cho nên người ta ngần ngại rằng cuộc chiến ở Trung Đông có thể là nó bùng nổ ra các nước khác nữa. Và cái phần cuối cùng là nói về thời sự ở nước Úc. Thì thưa quý vị, vào đầu thứ hai này, thì có cái tin là ông một người nhà báo, một học giả là tiến sĩ, ông Yang Hen-jun. Ông này có quốc tịch Úc và ông đi từ Mỹ, ông đi dạy học bên Mỹ, ông về ở bên qua bên tàu Quảng Đông thì ông bị mấy chục tên mật vụ ra bắt và giam từ đó đến bây giờ là hơn 5 năm. 5 năm. Và vào ngày thứ hai vừa rồi thì có một cái tin và cho biết và mà họ đã công khai rồi là cái ông nhà báo Giang này ông đã bị cái án tử hình, nhưng mà gọi là tử hình treo. Thì xin anh nói về đề tài này. Vâng, thưa quý khán giả, thưa ông Anh, thì tiến sĩ Yang Hen-jun là một người đã đi sang Úc và đã học và đã tốt nghiệp là tiến sĩ và đồng thời sau là trở thành một học giả và là một người viết sách ấy. Vâng. Thì ông này đã theo lịch sử, theo cái gọi là tiểu sử của ông ta, thì có một thời gian ông ta phục vụ cho bộ công an của Trung Cộng. Vâng. Và ông ta làm bộ công an, người ta đem lên có mặc quần áo đàng hoàng. Nhưng mà chắc là tôi nghĩ rằng có lẽ là qua sống ở bên xứ sở tự do này thì ông ta mới thấy nhiều điều nó là bất hợp lý. Và ông ta đi thì ông ta phổ biến cái chuyện mà ông ta là có phê bình chống lại các cái chế độ của nhà cầm quyền Trung Cộng. Tức là ông coi như gọi là truyền bá dân chủ cho người Tàu, người Hoa. Người Hoa hải ngoại. Đấy. Và lục địa nữa. Và ông nghe nói là có rất 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 là nhiều người follow những cái bài viết của ông. Ông follow là bởi vì ông là người can đảm. Chứ bây giờ cái người Hoa hải ngoại đấy, ngoại trừ đám gọi là Pháp Luân Công. Anh có thấy người Hoa nào mà dám lên mà dám chống lại chính phủ của Trung Quốc không? Vâng. Im hết. Thì hiện thì như anh nói đó, ông ấy bị xử án tử hình vào năm 2021 hoặc 22 vậy đó. Mấy năm rồi. Bây giờ mới nói ra. Và bây giờ mới nói ra. Mà trong khi tòa lãnh sự Úc thì cũng không có được đi thăm. Là không được vào thăm. Trong cái lúc mà xử nữa. Thì thưa quý khán giả, thưa anh Hồng Anh, nhưng mà cái điều chúng tôi đặt câu hỏi ở đây này, ông ta bị xử tử hình, nếu mà ông ta hạnh kiểm tốt thì 2 năm sẽ trở thành ra là tù trung thân. Nhưng mà cái gì mà tạo nên mà ông ta bị một cái bản án quá nặng, trong khi một người nhà báo khác, đó là bà Chenley, năm 2000, Chenley thì cũng đã bị bắt. Và rốt cục ra thì bà đã được tha và bà trở về Úc. Bà trở thành là người Úc tiêu biểu trong năm, phải không anh? The Australian, của cái báo The Australian. Vâng. Thì đó, của tờ báo thôi. Một người được thả về và một người thì bị tù chung thân. Thì ông này, ông bị buộc tội làm gián điệp. Lý do chính ông ta đã làm cho cơ quan an ninh của Trung Cộng rồi. Thì khi mà ông qua đây thì cơ quan an ninh của tàu thì họ đâu có là tin tưởng là ông không có đưa những cái thông tin mà họ muốn giấu cho các cơ quan an ninh của nước ngoài. Thành thử ra ông ta đã bị buộc tội làm gián điệp và chính cái tội đó là cái bản án cuối cùng ra là cái bản án tử hình. Nhưng mà thì bà Penny Wong, tức là ngoại trưởng Úc, thì nói rằng thật là cái bản án rất là đáng sợ và kinh hoàng. Thì kinh hoàng thật, tử hình là kinh quá. Nhưng mà có một điều tôi vẫn ngạc nhiên,
ông đã từng làm cho cơ quan an ninh của Trung Cộng. Sao ông coi thường về bên đó? Tại sao ông ấy dám quá cảnh hết, dám đặt chân xuống phi trường ở Quảng Đông? Cái điều đó là cái điều tôi đặt câu hỏi. Vâng. Ỷ y quá, nghĩ rằng các nước phương Tây mình sẽ có nổi tiếng rồi, sẽ có thể có tiếng nói. Nhưng mà đối với Trung Cộng, anh hiểu rồi. Vâng. Biến mất ở đất Trung Cộng là biến mất luôn. Không ai biết ở đâu hết. Vâng. Khi nào họ công bố thì mới ra vậy thôi. Vâng. Và cái vụ này cũng sẽ gây ảnh hưởng cái ngoại giao cho giữa hai nước, mặc dù vừa rồi tháng 9 vừa qua thì ông thủ tướng của nước Cộng hòa qua bên kia và đã hâm nóng lại cái quan hệ giữa hai nước, nhưng mà qua cái vụ này tôi nghĩ sẽ làm đông lạnh lại đó. Lại đông lạnh lại à, vâng. Vâng, nhưng mà chưa biết sẽ ra sao. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói một cái đề tài khác, là đó là sinh hoạt cộng đồng anh. Vâng, sinh hoạt cộng đồng thì sinh hoạt cộng đồng Victoria thì nó là càng ngày nó là càng khởi sắc anh. Vâng, nhiều. Vâng, thưa anh Hồng Anh, thưa quý khán giả, thì Đại hội Thường niên của Cộng đồng về Tự do được tổ chức vào ngày 28 tây tháng 1 vừa qua, thì phải nói rằng những anh tham dự đó là thành công mỹ mãn. Ban chấp hành cộng đồng đã báo cáo tài chính đầy đủ, các ban ngành trong cộng đồng cũng đã báo cáo những cái thành quả đạt được trong năm qua. Và nếu mà nhìn vào trong cái Đại hội Thường niên của Cộng đồng về Tự do Victoria thì tôi thấy rằng cái ban chấp hành này hiện nay rất vững vàng trong vấn đề mà gọi là trong những sinh hoạt cộng đồng để mà đại diện cho cái người Việt Nam tại tòa bảo Victoria này. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì anh biết là một cái ủy ban tu chính nội quy cũng đã được thành lập, thì do ông Nguyễn Duy Nhạc làm trưởng ban, thì gồm có tất cả ủy ban gồm có 5 người. Thì cái ủy ban nhiệm vụ chính này nó phải duyệt xét lại toàn bộ các nội quy 2012, tức là nội quy 2019 đó, mà không có chương 6 đó của cộng đồng, và đồng thời là phải đề xuất đề nghị lại ban chấp hành và đưa cái dự thảo một cái nội quy mới đã được sửa đổi cho các thành viên trong cộng đồng, cho đồng hương để góp ý kiến, và đồng thời ra hy vọng rằng ủy ban tu chính này sẽ có ra được một cái nội quy một cách hợp lý hơn và có thể giải quyết được những tình huống mà cần phải giải quyết, và đồng thời rằng là không có những điều khoản trái ngược nhau. Thì tôi hy vọng như vậy. Và cái điều cuối cùng thì tôi chắc lẽ tôi cũng phải thông báo cùng quý vị là hội chợ Tết. Thì sau mà ngày nữa. Vâng, sau 30 mấy năm vắng bóng. Vâng. Thì vào ngày 17 tây này, tức là ngày thứ 7 tuần tới. Vâng. Hội chợ Tết sẽ được tổ chức tại Footscray Park trong 2 ngày 17 và 18 tây tháng 2. Thì đây là một cái hội chợ Tết của cộng đồng người Việt tự do Victoria tổ chức, có cái mang cái tiêu đề là nhớ về Sài Gòn. Tại sao nhớ? Nhớ về Sài Gòn để rồi năm 2025 như anh vừa mới nói đó, sẽ có hội chợ Tết. 50 năm viễn xứ, 50 năm định cư tại nước Úc. Thì thưa quý giả, thì theo cái nguồn tin ở trong nói ra, thì chúng tôi biết rằng trong những vị khách quý mà tham dự lễ khai mạc, thì kỳ này văn phòng của ông Bộ trưởng Bộ Di trú sắc tộc liên bang Andrew Giles đã gửi thư và xác nhận rằng là ông Bộ trưởng Bộ Di trú và sắc tộc liên bang sẽ đến tham dự hội chợ Tết năm nay trong số những vị khách quý khác. Thế là nhân vật quan trọng về di trú, đứng đầu về di trú và sắc tộc nữa. Sắc tộc, và điều quan trọng nữa anh Hồng Anh, vừa di trú của sắc tộc mà ông lại nắm được cái ngân quỹ là cho tiền để xây dựng nữa. Thì đó là cái điều quan trọng. Thì hy vọng ha, chúng ta cũng hy vọng. Thì như anh vừa nói đó là cái thứ bảy tuần tới và thứ nhật tuần tới sẽ có cái hội chợ Tết của cộng đồng người Việt tự do. Cho cái hội chợ tôi nghĩ là lớn nhất, quy mô nhất và có lẽ nó mang cái tính cách uy tín nhất. Nhưng mà thứ chủ nhật vừa rồi, thưa quý vị, chủ nhật vừa rồi thì ở bên Richmond, tức là một cái ngoại ô mà cũng rất là nổi tiếng, có một thời gian 40 năm trước tên gọi là Little Sài Gòn, thì hội thương gia trên đường Victoria Street đã tổ chức một cái hội chợ trong ngày thứ tư vừa qua, mà mặc dù trời rất là nóng, từ 35 cho đến 39 độ, rất là nóng, nhưng mà năm nay là cái năm mà nó rất là khởi sắc, có nhiều người đi, có đến là 55, theo như mấy ông chủ tịch ở trong cái hội cho biết rằng là có 55 gian hàng anh, là đông. 55 hả anh? 55 gian hàng, lớn nhỏ. Rồi cái nhất là chưa bao giờ tôi thấy lá cờ vàng mà nó nhiều đến độ như vậy. Nếu quý vị có ở trên màn ảnh, có trong hình ảnh là lá cờ là đi dọc một con đường rất là dài, toàn là cờ vàng với là cờ nước Úc. Mà cờ vàng thì như cái màu vàng rất là nổi. Nhìn đẹp mắt lắm, nó giống như là mình cứ nghĩ đến cái bài hát mà cờ bay,
trên thành phố thân yêu đó, à, cờ bay ở trên cái sau khi đã chiếm lại cổ thành Quảng Trị. Quảng Trị, vâng, thì cờ rất là đẹp mắt. Và bên cạnh đó thì họ cũng có 60, 70 lá cờ, họ nói cho tôi biết là treo 70 lá cờ và 60 lá cờ Úc. Tại vì tôi hỏi tại sao Úc là không có nhiều, họ nói bởi vì năm nay cái mấy người họ chống đó, nhất là những người ủng hộ thôi chứ họ chống. Thành thực ra họ chống họ cái ngày quốc khánh của Úc là cái ngày invasion, ngày Việt Nam. Vâng. Thành ra các siêu thị, các cái nơi họ không cung cấp, thành ra họ chỉ mua được 60 cái mà thôi, không đủ 70 cái song song với là nhưng mà cờ Việt Nam thì có đủ. Cờ Việt Nam thì đương nhiên là đủ rồi, thành thử rất là đẹp. Và trong cái hội chợ đó thì thấy có nhiều quán khách, và đặc biệt là nó có nhiều cái sắc thái ở trong đó. À, đặc biệt tôi thấy có một cái là đặc biệt nhất á, ngoài cái vấn đề mà trình diện văn nghệ, rồi trình diện áo dài quốc phục Việt Nam, thì có cái màn mà mấy em bé của cái trường như là trường Trinity Primary School, trường tiểu học Trinity đó, à, mấy em là cũng da vàng, da đen, da trắng, nhiều em lên hát bài Tết đến rồi hả? Hát bằng tiếng Việt, tiếng Việt Nam, hát bằng tiếng Việt, hát đàng hoàng, mà có cô giáo lên đánh nhịp cho mà hát, chứ không phải là hát bằng giáp. Cô giáo người gì anh? Tôi nghĩ người Tây luôn phải không? Tây đương nhiên Tây luôn, nó thế mới hay. Cô giáo về ông lên đàng, lên người Tây. Thành thử ra hát bài Tết nghe rất là dễ thương. Và mấy em nói rằng là có em thì nói rằng hỏi em học bao nhiêu, cái cô mà MC hỏi học bao lâu rồi, nói 2 năm, học 2 năm mới thuộc được cái bài này. Còn có em thì họ nói rằng là em bé thì nói là con học 3 tháng và lên hát được cái tiếng Việt. Thành thử ra mình nhìn cái hội chợ, thứ nhất là mang cái ý nghĩa là đa văn, thứ hai là mình thấy những cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa nằm cái di sản của những người tị nạn. Mình ở 49 năm rời đất nước, và riêng như chúng tôi thì cũng là 40 mấy năm rồi. Mình nhìn lại cái cung đường Victoria Street mà có cờ vàng, thành ra mình thấy cũng rất là cảm động. Và chúng tôi hy vọng rằng là bữa nào thì quý vị đến sẽ đi dự cái hội chợ Tết ở trên cộng đồng. Vâng, trước khi anh dứt thì tôi cũng phải xin mời quý khán thính giả là vào, nhất là ở Melbourne đây, vào cái ngày đêm giao thừa, đêm 30 đó. Tức là đêm mồng 9 Tây tháng 2, thì ở đền thờ Quốc Tổ, tức là ở bên trung tâm sinh hoạt sẽ có buổi đón giao thừa. Vâng. Và sáng mồng 1 Tết, tức là sáng ngày mồng 10 Tây tháng 2, sẽ có đón xuân, đốt pháo và làm lễ thượng kỳ tại số 90 đường Night Avenue Sunshine. Vâng. Thì mời tất cả quý vị đến tham dự. Thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúng tôi Nguyễn Hồng Anh và luật sư Nguyễn Tuấn Hải cảm ơn quý vị và chúc quý vị một năm mới mọi sự như ý. Vâng, xin kính chào quý vị và chào Hồng Anh. Xin hẹn gặp lại quý vị và Hồng Anh sau Tết. Chỉ là từng giọt máu anh em. Dòng máu này mãi tiếng quê tôi, Việt Nam ơi tiếng quá bồi hồi. Máu dân mình vẫn còn tuôn rơi, khúc ruột này mình còn chia đôi. Dòng máu chảy đất nước xanh sao, chừng nghe ra hai tiếng đồng bào. Ôi lạ lùng đất nước tôi ơi, thấy trong lòng trời xuân sao. Sông màu chảy kia sông dài, từ biển rộng đồi non cao, bầy chim lạc từng đàn vô cánh trong đồng vắng dề. Dòng màu chảy này phố thị dồn tiếng cười, làng con ơi làm tim mình bừng bừng. Dòng máu Việt Nam.
anh, và trông chỉ là từng giọt máu, giọt máu anh em. Thank you.